Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn video trải nghiệm máy dọn vệ sinh tự động của hãng Pura X. Video này bao gồm các trải nghiệm cũng như cảm nhận thực tế qua các loại cát, từ cát đậu nành, cát gỗ đến cát đất sét. Phần tổng kết ưu và nhược điểm mình sẽ để ở cuối video. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với loại cát đầu tiên nhé. Máy vệ sinh của Pura X thì sẽ có 3 cảm biến ở cửa. 3 cảm biến này thì nó vận hành giống như là con mắt hồng ngoại ở trên điều khiển TV của nhà các bạn ấy. Trường hợp mà mèo nằm trên nóc nhà vệ sinh thì sẽ không sao, không ảnh hưởng đến cảm biến. Còn khi mà mèo thò đầu vào cửa nhà vệ sinh thì máy lập tức sẽ dừng. Cho nên máy này thì mình thấy khá là an toàn so với mèo con. Khi mà mèo con quá nhẹ thì cũng chỉ cần nó nhảy qua cửa thôi thì cảm biến cũng nhận diện được. Và khi đấy thì máy sẽ dừng ngay lập tức. Trong đây thì là con Mayhem nó đang chui vào lúc mà máy đang dọn vệ sinh. Bởi vì máy này vẫn là mới cho nên bọn mèo nhà mình nó cũng khá là tò mò. Tiếp theo là quá trình mà máy đang dọn vệ sinh cát đậu nành. Mắt lưới lọc thì khá là to cho nên có thể lọc được cát đậu nành cũng như là cát gỗ. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là có trường hợp bị lọc cả cát sạch rất là nhiều. Dù là mức cát của mình ở trong máy thì không phải là mức maximum, tức là mức tối đa đâu. Mình để vừa thôi. Thế nhưng mà khi lọc cát thì vẫn lọc khá là nhiều cát sạch. Có thể là do hạt cát nó bị dài ấy. Cho nên là khả năng nó bị vướng vào lưới với cả vướng vào cái phần chất thải thì khá là cao. Nên là lọc đi cát sạch khá là nhiều. Mới đầu khi mà sử dụng máy thì có thể là các bé mèo sẽ chưa quen và có trường hợp máy chưa dọn xong mà mèo lại nhảy vào. Có thể là do tò mò hoặc là do chưa quen máy. Theo như trải nghiệm của mình thì sau một thời gian thì trường hợp này sẽ cải thiện và bọn mèo nó cũng chả thiết tha gì cái máy nữa. Do cửa nhà vệ sinh khá là cao cho nên khi mà mèo nhảy ra thì thường nhảy theo quán tính và sẽ nhảy đúng vào thảm. Cát sẽ hạn chế bị văng ra ngoài. Và lũ mèo nhà mình thì khá là thích cào thảm này, có thể thay cho cào móng luôn. Thêm một cảnh dọn chất thải của máy nữa. Thì ở đây các bạn có thể để ý nhé. Nếu mà mực cát nó quá là thấp ý, cát quá là ít, thì có thể có trường hợp là mèo sẽ bị dẫm phải chất thải hoặc là cào phải chất thải, thì chất thải sẽ bị vỡ ra và vụn ra. Điều này thì sẽ khiến cho lưới lọc không thể lọc hết được các chất thải. Và khi mà chất thải còn sót lại thì cũng sẽ khiến cho cát bị cái độ khử mùi của cát nó bị giảm ý. Nên các bạn hãy nhớ refill cát thường xuyên nhé. Ở đây thì là 40%, các bạn có thể nhìn thấy trên máy thì thấy cũng khá là ít đúng không? Về thảm thì mình thấy là thảm hoạt động khá là tốt. Nếu mà mình luôn luôn refill cát đầy đủ thì sẽ không có hiện tượng mà bị dẫm xít xong rồi văng ra ngoài như thế này đâu. Đây, sau khi mà mình đã refill thì thường thường mình sẽ để khoảng 77%, khoảng hơn 70% thì là vừa. Đây là sản phẩm sau một ngày của 4 con mèo nhà mình. Về cái việc mà lắp khay chất thải ấy, thì cũng có một lưu ý nhỏ nhé. Các bạn để ý là cái phần mà G nhỏ hơn thì sẽ đặt ở đằng sau, còn phần G nó dài hơn ấy, thì sẽ đặt ở đằng trước. Khi mà lắp như thế này thì sẽ rất là xuôi. Nếu mà chẳng may mình bị lắp ngược ấy, thì có thể là sẽ cái phần nắp, phần G đấy nó sẽ bị vướng vào bên trong máy ấy. Thì cũng lấy ra được thôi, nhưng mà việc lấy ra nó cũng khá là khó khăn và cũng khá là phiền phức. Về cảm biến báo cân nặng của máy thì máy của mình thấy khá là chính xác. Mình đã thử so sánh với các cân điện tử rồi thì không có sai số nhé. Trong clip thì là bạn phở thì lúc này đang được 4 tháng đi phải. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ cát cụm đi để thay cát mới nhé. Và mình sẽ chuyển sang dùng loại cát gỗ. Thì loại máy Pura X này có cái chế độ bỏ cát tự động thì mình thấy cũng khá là tiện nhé.
Phần cát thừa lại thì cũng khá là nhiều, cho nên mình sẽ để ra một chậu cát nhỏ như thế này để các bạn mèo có thể tiếp tục đi vệ sinh vào đó. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ vệ sinh máy nhé. Vệ sinh máy này thì cũng khá là đơn giản. Đầu tiên thì các bạn tháo lồng máy ra này. Sau đó những chỗ nào bám bẩn thì mình sẽ lấy giấy ăn để lau đi. Mình sử dụng xịt khử mùi chuồng trại của Fay. Thì cái loại xịt khử mùi này nó khử mùi mình thấy khá là tốt. Nó có mùi hạc bạc hà, cũng dễ chịu, thơm nhẹ nhẹ, không bị quá hắc. Thì mình sẽ lau sạch. Phần lồng máy thì các bạn cứ cọ rửa bằng nước và xà phòng như bình thường nhé. Sau khi cọ rửa xong thì lau khô rồi đặt vào máy. Nhớ cài khóa chốt ở đằng sau nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đổ cát gỗ vào trong máy. Mình dùng loại cát Smart Pellet màu tím của cát Best, là loại cát gỗ nén dạng dài. Túi này thì là 5 lít, 2,5 cân thì mình đổ toàn bộ. Túi 5 lít này thì cũng chưa vượt quá cái vạch max nhé. Về độ vãi ra sàn thì cũng khá là sạch nhé, bởi vì cát này thì hạt nó cũng khá là to ấy, và cái thảm này thì hoạt động cũng đúng chức năng. Cát gỗ này thì là loại hạt to nhất mà mình từng thử cho máy này. Thì cái mà mình cảm nhận thì là nó lọc đi cát sạch quá là nhiều. Đây, các bạn có thể xem nhé. Lúc đầu thì có phải là mức cát thì đang là 71% đúng không? Sau khi mà mình lọc lại cát sạch và đổ vào thì phần trăm cát nó tăng lên tận 81. Quá là hào luôn ý. Sang đến ngày tiếp theo thì còn có 49% thôi. Đây, các bạn cùng xem lại quá trình lọc cát của máy khi mà sử dụng cát gỗ, loại gỗ nén hạt dài nhé. Độ bết đáy thì có một chút nhé. Nào, chúng mình cùng lọc cát sạch để xem nó tốn bao nhiêu, nó hao bao nhiêu. Từ 49 mà tăng lên 77%, quá nhiều, quá hao. Ok, thì mình sẽ chuyển sang test cát original nhé. Đây cũng là loại cát gỗ, nhưng mà nó là vụn mùn cưa. Thì cái hạt cát nó cũng bé hơn ý. Thì hy vọng rằng là nó sẽ đỡ tốn hơn và đỡ hao hơn so với cả loại Smart Pellet, tức là loại cát gỗ nén. Về cát gỗ thì mình có cảm nhận, thứ nhất là về độ bết đáy thì có chút ít này, và hạt càng to thì sẽ càng hao. Cát original thì sẽ ít hao hơn cát Smart Pellet một chút. Về khử mùi thì mình thấy là kém như nhau, mùi khá là hăng, khá là khó chịu, mà còn bị nhặng bay vào nữa. Còn độ vãi sàn thì đương nhiên là cát original nó vụn hơn, thì nó sẽ vãi ra sàn nhiều hơn là so với cả cát Smart Pellet rồi. Độ vón thì cũng vón trung bình thôi, bởi vì cát gỗ thì vón không chặt lắm. Ở đây các bạn thấy thì là mình đã chuyển sang loại túi thông thường rồi, chứ mình không dùng túi của hãng Petkit nữa. Thì dùng cũng khá là ổn, mà lại rẻ nữa. Rồi, tiếp theo sẽ là cát đất sét nhé. Loại cát mà rẻ nhất, thì để xem là nó có hiệu quả hay không nhé. Cát mà mình test hôm nay thì sẽ là loại American Litter, hạt rất là nhỏ, và mình dùng loại siêu vón màu tím. Thì các bạn cũng thấy là khi mình đổ cát vào thì bụi bay lên rất là nhiều đúng không? Nào, pin vào test cát thôi. Thank you.
đầy độ biết đáy thì các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Dataset thì bao giờ cũng sẽ đi đôi với độ biết đáy nhé. Và tiếp theo là độ vãi sàn. Thì cũng vãi ra sàn khá là nhiều. Bởi vì là cát đất sét thì hạt nó nhỏ ấy, cho nên là dễ bị dính chân mèo và lê lết ra sàn. Đây là khai cát sau một ngày của mình. Mùi thì khá là khó chịu nhá. Mùi rất là khắm, mình phải chân thành nói như vậy. Và cũng rất là bụi. Mình đặt cái máy này ở trong phòng ngủ, thì mỗi một lần máy nó quay ấy, thì bụi bay mù mịt tứ tung luôn. Và đến mình cũng bị ho và hắt hơi. Nên cái này các bạn lưu ý nhé. Cảnh tiếp theo là một cảnh kinh dị. Kinh dị không? Thực sự mình không hiểu là vì sao mà nó có thể bẩn và bết đáy đến cái mức độ như thế này. Nên là nếu mà bạn nào mà dùng cát đất sét thì có ưu điểm là nó sẽ ít hao hơn. Nhưng bù lại thì các bạn sẽ phải cọ rửa lồng máy thường xuyên hơn nhé. Khi mà mình dùng cát đất sét thì chắc là một tuần mình sẽ phải cọ rửa một lần đấy. So với các loại cát như là cát đậu nành nó sạch sẽ hơn ấy, thì 2 tuần hoặc là hơn 2 tuần thì mình mới cần phải cọ rửa lồng máy. Sau đây sẽ là phần tổng kết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video của mình. Hy vọng sau video này thì các bạn đã chọn ra được loại cát cho máy vệ sinh tự động phù hợp với cả tiêu chí cũng như là nhu cầu của bản thân. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào thì hãy comment ở dưới nhé. Và nếu các bạn thấy video này bổ ích thì hãy subscribe channel của mình. Cảm ơn các bạn lần nữa và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.